Rồi ba khía nó bò vậy luôn ha. Ừ, nó kiếm hang nó kêu vô. Dạ. Nó kêu vô hang. Dạ còn con gì nữa không ạ? Hết rồi con. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô nha. Dạ rồi. Em cảm ơn anh nha. Rồi. Dạ. Con về chuẩn bị đi phóng sanh tiếp. Bữa nay mình đi vớt đăng chuồn. Con chào cô. Dạ. Về nói anh Tài tính cho con nha cô. À, anh Tèo. Dạ tính luôn rồi ạ. Ok. Xong một buổi sáng.